Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Đầu Câu Trần Tiến nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu tất cả cô chú anh chị một số cái máy bãi. Số cái máy bãi thì cái giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Phí vận chuyển của đơn máy thì rơi khoảng tầm 30 đến 40 ngàn một đơn, tùy vào khu vực giao hàng tất cả cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị nào mua trên 500 ngàn em bao ship nha. Mua trên 500 ngàn em bao ship. Còn dưới 500 ngàn thì cô chú anh chị tự thanh toán phí cước cho bưu điện giúp em. Rồi em giới thiệu tất cả cô chú anh chị con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên này con mã số của nó là 169 nha. 169 này là một con hàng Korea. Con này hãng của nó hãng Tactic Android nha. Tactic Android. Con này con Spirator Pin gì nè. Cước 1 đường 130m, 290m nha. Sang này tương đương tầm khoảng 1.000 thôi. 1.000, 1.500 nha. Nồi nhôm. Thân carbon, tay quay là bằng carbon luôn nha. Hệ thống ABS luôn. Quay rất là êm. Mô hình sống đây. Vô lăng sáng đẹp nha. Gạt cước ngon lành. Quay hình đây, nói chung là có chày á, quay hình có chày nha. Rồi, mã số con này size nó ghi trên đây là 2.000 nha. Thì size tương đương 2.000 rồi. Con này con RB 2.000 đây, size 2.000. Con này sử dụng của nó là mấy mặt đạn, 4 mặt đạn nha. Con này sử dụng 4 mặt đạn, một hệ thống ABS Gato 5.2. Rồi mã số 169 giá 150.000. 169 giá 150.000. Tới 170. 170 này con Ryobi Carbonate 2 nha, size tương đương của nó size 2.000 luôn. Cước 2 đi được 180m, 3 được 120m, 4 được 90m nha. Gato nó 4.3. Thân nồi ta quay đều bằng carbon nha. Quay khá là nhẹ. Mô hình sống này. Gạt cước ngon lành. Vô lăng sáng đẹp nha. Made in Taiwan, hàng Đài Loan xuất Nhật. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô hình sống. Rồi, con máy này mã số của nó là 170 nha, giá 100.000. Size 2.000, 170 giá 100.000 nha. Tới 171. 171 này là con voi 800. Hãng của nó hãng Masta. Size tương đương 2.5 thôi. Cước 2 được 180m, 350m, 330m, 4 được 95m. Made in Korea. Thân nồi ta quay đều bằng carbon pha nha. Quay khá là nhẹ. Mô hình sống đây. Gạt cước ngon lành. Vô lăng đá sứ nha. Quay êm, chế độ 2 chiều đây. Quay chế độ 1 chiều. Quay hình đây, nói chung còn khá là đẹp á. Có chày. Mã số này là 172 nha. 172 giá 140.000. 172 giá 140.000 nha. Tới 173. 173 này là một con Ryobi RX300. Size tương đương nó tầm khoảng 2.5 thôi. Made in Japan. Nồi carbon, thân kim loại, ta quay kim loại nha, đổi tay trái phải. Cước 3 được 290m, 4 210m, 5 được 190m nha. Mô hình sống đây, vô lăng đá sứ. Gạt cước ngon lành. Quay. Quay khá là êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Quay hình đây, nói chung là có chày, chày cũng khá là nhiều. Mã số này 173 giá 160.000 nha. 173 giá 160.000. Tới 174. 174 này là một con Ryobi. Ryobi không có tơ mát nha. Hai cái mạc đây nó bị bay rồi. Rato 3.4. Cước 2 được 20m, 3 được 200m, 4 được 130m nha. Vô lăng sáng đẹp đây. Gạt cước ngon lành. Mô hình sống. Ngoại hình tổng thể cái máy nói chung còn khá là ok á. Quay êm nha. Quay êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Ngoại hình con này còn khá là ok nha. Size con này tương đương 2.000. Mã số này là 174 nha. 174 giá 170.000. 174 giá 170.000.
T 175 175 nè, con đây qua ST0 size 6000 nha, Rato 3.8, made in Japan, nồi carbon, thân kim loại, tay quay kim loại nha. Quay nói chung khá là êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Mô bin sống, nồi xoay không kêu. Vô lăng đây, vô lăng hơi nói chung còn sáng đẹp, nó hơi bị tan tới chút xíu nha. Kẹt cước ngon lành. Mô bin sống, nồi xoay không kêu. Con này cứu số 3 được 380m, 4270m, 5210m nha. Mã số con này là 175 giá 280.000, size 6.000. 175 giá 280.000 nha. Tới 176. 176 này là con Ryobi Fell Auto 2,5, size 2,5 nha. Vô bin sống đây. Nồi thì nó bị chóc cái lớp đề can rồi nên không có thấy thông số cước gì hết nha. Vô lăng. Vô lăng đây bị chóc tan nè, nó hiện nguyên lớp đồng thau nè, hiện nguyên đồng thau ở trong. Câu kéo ngon lành không có thưởng nha. Đó, anh em về câu thời gian mấy cái tan này nó tan trắng này nó bay hết là nó hiện nguyên cái lớp đồng thau ở trong ra nhìn sẽ đẹp hơn nha. Gạt cước ngon lành. Made in Japan. Quay nói chung là cũng còn ok lắm nha. Gato này chắc có 3.4 thôi. Và tôi nó nhỏ. Chế độ 2 chiều 1 chiều đây. Mô hình xong. Quay hình tổng thể đây. Mã số này 176 giá 150 nha. 176 giá 150.000. Tới 177. 177 này là một con Mariner Rospin BS 600 nha, size tương đương nó size 1,5 thôi. Con này thợ chắc em nghĩ nó là của hàng China xuất Nhật nha. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Quay êm nha. Chế độ 2 chiều. Đó, quay rất là êm. Tay quay kim loại nha, thân nồi carbon, tay quay kim loại, bô bin sống đây. Cước số 1 vô đường 150m, số 1.5 vô đường 130m, số 2 đường 100m nha. Quay hình con này nói chung còn tương đối là ok nha. Khá là đẹp. Đây có mất cái tem nè. Đây có cái tem dán, dán rình ra nhìn nó suông hơn mà nó mất rồi nó hiện cái viên cái lò xo nha. Không sao, nó không có bị gì hết nha. Mã số này 177 giá 100.000. 177 giá 100.000, quay rất là êm. Tới 178. 178 này con New Top Pin Delucy 2000, size tương đương là 3.000 nha. Cước số cước 0.28 thì được 140m, 0.3 được 120m, 0.35 thì được 100m nha. Made in Korea, hàng Korea xuất Nhật. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại. Quay khá là êm. Mùi sống. Vô lăng đây, vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Và hình nói chung là có chạy nha. Quay êm. Chế độ 2 chiều. Đó. Còn này mã số nó 170 nha. 170 giá của nó là 150.000. Đúng không ta? 178 chứ. 178 nha cô chú anh chị. 178 giá 150.000. Tới 179. 179 này là một con Daiwa Silverline 1000, size tương đương nó size 5000 nha. Size 5000. Ôi, nãy có số điện thoại của chú chị. Con này size 5000. Vô lăng đây, sáng đẹp nha. Mô bình sống. Cước 5 đường 170m, 6 đường 130m nha. Made in Japan. Thân nồi ta quay bằng kim loại hết. Quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. À. Quay hành tổng thể nói chung là có chày nha. Nó bị chóc lớp sơn đây. Anh em nào về tút tít lại sẽ đẹp thôi. Vô lăng ở đây nó sáng nè. Nhưng mà cái gọng đây hơi rỉ sét nè. Anh em về thể tháo ra. Rồi lấy nhám á, đánh cho nó mịn lại. Rồi anh em phun sơn lại. Phun tháo này ra phun sơn lại. Cho dán vô lại là đẹp lắm nha. Phun, anh em sơn màu gì đây. Anh em sơn đó màu này luôn. Sơn màu này luôn. Mã số 179 nha, giá 230.000. 179 giá 230.000. Tới 180, 180 này con Daiwa Sorowa Jupiter 4050, size tương đương với tầm khoảng 5.000. Made in China nha. Ở hàng Trung Quốc xuất Nhật, mô bin sống đây.
Con này có cái lỗi nhẹ là anh em nè, cái nồi nó xoay nè, là ở đây nó nghe tút tút nè, nó bị gích á. Đó. Anh em nghe rõ không? Đó. Càng siết cứng vô thì nó sẽ kêu nhiều hơn. Đó. Càng siết cứng vô sẽ kêu nhiều hơn. Quay rất là êm nha, quay khá ok. Con này nói chung là dành cho anh em mới tập câu được nha. Rồi, con này cước số 4 được 250m, số 5 được 200m nha, số 6 được 150m. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Con này mã số nó 180 nha, em bán 180. Nhưng mà bị vậy rồi em đao xuống cô chú anh chị là còn 150.000 thôi. 150.000 nha. Tới 181 nha, 181 này là một con Daiwa UL UL7 nha. Size tương đương với size mini, size 500. Nồi nhôm, thân carbon, tay quay kim loại, tay quay đi thì chốc sơn nè. Anh em có thể về sơn cái tay quay lại nha. Sơn tay quay màu đen cho đẹp lại, là con này còn khá là đẹp á. Cước 0.16 được 175m, 0.2 được 100m, 0.22 được 80m nha. Con này không đợi mắt in. Nó để đây chữ Taiwan nè. Chắc này hàng này của hàng Đài Loan xuất Nhật rồi. Vô lăng đây, vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Quay. Quay khá là êm. Mô bin sống. Gạt cước ngon lành. Quay hình tổng thể đây nha, size mini size 500 thôi, khá là nhỏ. Một con Daiwa UL7. À. Mã số này là 181 giá 200.000 nha. 181 giá 200.000. Tới 182. 182 này là một con Ruby RX 2000. B nha, size tương đương nó size tầm khoảng 2,5-3 ngàn. Made in Japan. Nồi carbon. Thân kim loại, tao quay kim loại nha. Quay khá là nhẹ nha. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô bình sống. Gạt cước ngon lành. Vô lăng đây, vô lăng đá sứ nha. Quay hình nói chung là chạy, chốc sơn cũng cước là nhiều. Quay hình xấu nha. Rato 3.8. Quay hình xấu. Mã số này 182 giá 130.000. 182 giá 130.000 nha. Tới 183. 183 này là một con lo Daiwa Long Casper nha. Con này con A1300, size tương đương nó size 3.500, 4.000 nha. Cước số kênh con xe 3.000 thôi. Cước 2 được 200m, 350m, 400m nha. Made in Thái Lan. Thân nồi carbon ta quay kim loại. Nó quay khá là nhẹ. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Mô bình sống đây. Gạt cước ngon lành, vô lăng sáng đẹp. Quay hình đây, nói chung còn khá là ok á. Có chạy cũng khá là nhiều. Mã số 183 giá 200.000 nha. 183 giá 200.000. Tới 184 nha. 184 này là một con hãng Sina Long Stalker SP700. Con này xài tương đương tầm khoảng 1.500 nha. Cước số 2 đường 150m, số 3 đường 100m. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Thân nồi tao quay đều bằng carbon pha hết, made in Korea. Quay khá là nhẹ. Mô hình sống nha. Vô lăng đây, vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Quay hình nói chung là đẹp nha, quay hình đẹp. Mã số này là 184 nha. 184 giá 80.000. 184 giá 80.000. À, 2 chiều đầy đủ nha. Tới 185. 185 này là một con Spin Master size tương đương 3.000. Cước 2 được 200m, 365m, 4 được 110m nha. Made in Korea. Thân nồi tay quay đều bằng carbon pha hết. Quay nói chung còn ok á, nhưng mà cái quay nó hơi dạng như nó nặng rít rít một tí nha. Anh em dễ thể vô dầu vô mỡ lại. Mô bình sống, nồi xoay không kêu nè. Vô lăng sáng đẹp. Kẹt cước ngon lành. Chế độ 2 chiều nha. Quay chế độ 1 chiều.
Ngoại hình đây nói chung là Gato 6.4.2 nha, còn khá ok thôi. Mã số 185 giá 120.000, 185 giá 120.000. Thế 186, 186 này là một con Olympus CU 100 nha, size tương đương 500 ta, size mini. Cứu số 2 được 170m, số 3 110m nha. Thân nội ta quay được bằng kim loại hết, made in Japan. Ngoại hình xấu nha, chạy rất là nhiều. Con này anh em không chú trọng ngoại hình, lấy con này đánh rất là êm luôn, vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Mấy con này đánh ngon lắm nha. Quay em gu à. Chế độ 2 triệu. Và chế độ 1 triệu. Mô bình sống. Đó, ngoại hình đây. Mã số này là 186 nha, 186 giá 150.000. Gato của nó là 4.55. Đó, 186 giá 150.000. Tới 187. 187 này con Sina Cyberbin 70GT. Size 3.000 nha. Cước 3 đường cho 340m, 420m, 5 lượng chắc 90m nha. Made in Korea. Thân nồi ta quay được bằng carbon pha hết, quay khá là êm nha. Quay em ru à. Chế độ 2 chiều. Mô hình sống đây. Vô lăng, vô lăng thì nói chung cũng khá là đẹp nha. Kẹt cước ngon lành. Con máy này mã số của nó là 187. 187 này giá 170.000. Tới 188 nha. 188 này con đây qua Printer ST 650, size tương đương nó size 1.500 nha. Mô hình sống, nồi xay không kêu. Cước 2 đường 150m, 300m, 4 được 75m. Made in Japan. Nồi carbon, thân kim loại, tay đây, tay quay kim loại nha. Quay khá là êm. Đó, chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều nha. Ngoại hình tổng thể đây, con này nói chung là khá là đẹp nhưng mà nó không có gạt cước, không có lẫy cước ở trong thôi, quay nó không có kêu đây, thấy chưa? Cái gạt cước cũng không có luôn nha. Mã số này 189 nha, 189 giá 200.000. Tới 190. 190 này là một con Daiwa lông cá Sport nha, size tương đương 1.000 thôi. Cứ số 1.5 thì đường 130m, số 2 đường 100m, số 3 35m nha, made in Thái Lan. Thân nồi carbon, tôi quay kim loại. Quay khá là êm nha. Mô hình sống, gạt cước ngon lành, vô lăng đây. Vô lăng sáng đẹp nha. Chế độ 2 chiều. Và chế độ 1 chiều. Ngoại hình tổng thể. Nói chung là con này nói chung là có chạy nha. Có chạy. Mã số nó 190 giá 230.000. 190 giá 230.000. Tới 191, 191 này là một con Sofita nha. Xbox 12.000, size 2.000, Gato 5.2. Cước 2 đường 160m, 3 đường 120m, 4 80m. Con này chắc của thằng Trung Quốc xuất Nhật nha. Thân nồi ta quay được bằng nhựa hết. Quay rất là êm, im ru à. Đó, quay rất là êm nha. Chế độ 2 chiều đây. Quay chế độ 1 chiều. Mô hình sống nha. Gạt cước ngon lành. Ngoại hình đây nói chung còn khá là đẹp. Mã số này 191 giá 120.000 nha. 191 giá 120.000. Tới 192. 192 này con Shimano Alivio 2000, size 2000 nha. Cước số 2 đường 150m, số 3 100m, số 4 70m, made in Malaysia, thân nồi carbon, tay quay kim loại nha. Con này quay nói chung khá là ngon, êm nha. Vô lăng đây. Vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành, mô bình sống. Ngoại hình tổng thể nha. Có chạy.
chế độ 2 chiều anh em, chế độ 2 chiều này không có nha. Con này không chế độ 2 chiều, quay chế độ 1 chiều thôi. Chế độ 1 chiều, chế độ 2 chiều nó bị gãy gần gạt rồi nha. Con này mã số của nó là 192 giá 130.000. 192 giá 130.000. Tới 193. 193 này con Shimano Tomoro GT nha. Size tương đương 2.000. Thân nồi carbon ta quay kim loại nha. Quay khá là êm. Con này thì cái ngoại hình của nó thì chốc nó dính sơn nè. Sơn đen thì nó dính cứng ngắc à. Đó nè, bung ra hết nè. Anh em về có thời gian chùi đó sạch nha. Nó đẹp thôi. Đó. Cước ba vô đường 140m nha. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Ngoại hình tổng thể đây. Quay êm. Con này nói chung anh em giữ thời gian anh em chùi nó, lấy acetone chùi móng tay á, chùi mấy cái này nó bay hết thôi. Mua bình sống nha. Mã số này 193, giá 150.000. Và Made in Korea nha. Made in Korea. Tới 194. 194 này con Daiwa Winter ST 950 size tương đương nó 44.450 nha, Made in Japan. Nồi carbon thân kim loại, tôi quay kim loại nha. Quay khá là êm á. Chế độ 2 chiều. Quay chế độ 1 chiều. Mô hình sống đây. Vô lăng sáng đẹp, gạt cước ngon lành. Cái gọng dưới đây hơi rỉ tan tí nha. Còn vô lăng là còn đẹp lắm. Đó. Vô lăng còn bơ bi còn chạy luôn nè, thấy chưa? Cước 4 được 220m, 5 được 170m nha. Ngoại hình nói chung là đẹp đây. Nói chung có chạy nhưng không có ảnh hưởng gì nha. Giá mềm, câu kéo ngon lành. Mã số này 194 nha, giá 230.000. 194 này giá 230.000. Tới 195. 195 này là một con Ramaphere gì đây? Linh sấp 3860. Bộ bình sống. Vô lăng đây, vô lăng sáng đẹp. Gạt cước ngon lành nha. Ngoại hình tổng thể của cái máy đây. Thân nồi carbon ta quay kim loại nha. Made in Korea. Quay rất là êm. Chế độ 2 chiều. Đó. Rato của 5.3. Rato 5.3 nha. Quay rất là êm luôn. Mô hình sống nồi xay không kêu nha. Quay hình con này đẹp. Mã số này 195. 195 giá 150.000. 195 giá 150.000 nha. Cái 196. 196 này con voi 900. Cước số 2 đường 190m, số 3 đường 130m, số 4 đường 95m nha. Made in Korea. Size chân đun size 2.000. Thân nồi ta quay bằng carbon pha hết. Quay khá là êm. Chế độ 2 chiều. Đó, quay chế độ 1 chiều nha. Mô hình sống này. Gạt cước ngon lành. Vô lăng đá sứ nha. Quay hình tổng thể cái máy nói chung khá là ngon á. Khá ngon. Mã số này là 196 nha. Giá 100.000. 196 giá 100.000 nha cô chú anh chị. Size 2.000. Rồi cô chú anh chị có lấy cái mã số máy cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị các video kế tiếp.